Xin chào các bạn Đây là cận cảnh của một đống lá giang của một thương lái không có kinh nghiệm đi mua lá giang về để sấy khô bán cho xuất để xuất khẩu các bạn nhé thì có một ông chủ Đài Loan đến à, huyện Đoan Hùng tại huyện Đoan Hùng cầu xã cầu 2 Trân Mộng để làm một cái xưởng lá và uh, một người dân ở cầu 2 đi mua lá nhưng không có kinh nghiệm mua phải lá Giang thế xong rồi uh, mang về sấy thì không biết được là do uh, bị lý do tại sao mà phải tiêu hủy bỏ hết một đống lá Giang như thế này trị giá 100 triệu đầu xuân năm mới thật chia buồn cùng bạn nếu bạn nào có Có và đang Trồng lá giang, có ý định trồng lá giang Thì mong các bạn xem video này Và rút kinh nghiệm nhé các bạn Thật sự chia buồn cùng các bạn Mất 100 triệu Tiền vốn Và đến bây giờ cái kết đây các bạn Mang đi tiêu hủy ở ngoài bờ ao Một đống to Cận cảnh và đây là thực tế các bạn nhé Đầu xuân năm mới xin chia buồn cùng bạn Nếu bạn nào À, trồng cây lá Giang thì các bạn cũng xin lưu ý cho mình đây là đống lá Giang không biết lý do tại sao nhé và người ta bỏ như thế này hôm nay đầu xuân năm mới 14 tháng uh, riêng âm lịch mình uh, đi qua và mình chụp lại cái ảnh và mình không biết hỏi ai nhưng người ta nói là đây là lá Giang các bạn nhé